Đã 4 ngày nay, những hình ảnh như thế này dần trở thành quen thuộc với người dân tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Mỗi ngày tuần tra 2 lần vào những giờ cao điểm bằng xe đạp, tổ cảnh sát trật tự của công an phường Trung Hòa đã nhận được những phản hồi tích cực từ người dân. Thì tôi thấy là hình ảnh này là rất là mới và thân thiện với cả dân. Thì các đồng chí rất là nhẹ nhàng đi vào những cái tuyến phố là gọi là buôn bán ở mặt đường chúng tôi, nhắc nhở chúng tôi là để gọn vào. Nhưng tôi nhìn thấy hôm nay, tôi nhìn thấy các anh cảnh sát đi làm việc mà đi bằng xe đạp này là rất là tốt, rất là hay và thuận tiện trong công việc, có thể là làm việc trong đường phố. Còn đối với Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, việc tuần tra bằng xe đạp cũng mang lại những trải nghiệm khác biệt. Tôi thấy nó rất là lạ đấy, và có lẽ rằng là lần đầu tiên ở thành phố Hà Nội thực hiện một cái kế hoạch, một cái mô hình như thế này, tôi thấy rất là hay. Cái thứ hai nữa là nó rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ khi đi làm nhiệm vụ là có được một cái sức khỏe dẻo dai. Quá trình triển khai thì bước đầu thì cũng được nhân dân là cũng đồng tình ủng hộ, và nhân dân cũng có phản ánh ý kiến là lực lượng cảnh sát trật tự tiến hành tuần tra xử lý trật tự đô thị bằng xe đạp thì tạo hình ảnh thân thiện hơn. Là một địa bàn phức tạp về an ninh trật tự với bến xe và các hoạt động buôn bán kinh doanh, phường Giáp Bát được công an quận Hoàng Mai xác định là địa bàn trọng điểm để triển khai thực hiện kế hoạch số 239 của công an Hà Nội về việc cảnh sát trật tự tuần tra bằng xe đạp. Những hình ảnh như thế này khiến người dân cảm thấy yên tâm, tin tưởng, thân thiện hơn. Cảm thấy gần gũi với người dân hơn, và người dân tiếp xúc với các anh mà đi xe đạp thì mình cũng cảm thấy rất là dễ tiếp chuyện, và mình hỏi hay là làm cái gì đấy mình cảm thấy rất là yên tâm. Thấy rất là văn minh ấy, với cả tiết kiệm và rất là lịch sự mà nhẹ nhàng anh ạ. Và em thấy là như thế là hợp lý về tuần tra, thì mình chỉ cần như thế thôi anh ạ. Các anh trật tự đi bằng xe đạp này rất là gần gũi với nhân dân ấy, rất là thân thiện, cảm thấy mọi người yên tâm. Hà Nội là nơi có địa bàn chật hẹp, nhiều ngõ ngách nhỏ, nên việc tuần tra bằng xe đạp đã giúp các cán bộ chiến sĩ cảnh sát trật tự thuận tiện hơn trong việc nắm bắt tiếp cận thông tin và vận động nhắc nhở bà con tuân thủ các quy định của pháp luật. Hơn thế, việc cảnh sát trật tự tuần tra bằng xe đạp sẽ làm giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí và gần gũi thân thiện hơn với người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Khi tuần tra bằng xe đạp, trước chi là thuận tiện, vì những ngõ ngách nhỏ khi kể cả ô tô hoặc xe máy cũng không phải vào được thì chúng ta sử dụng xe đạp đi vào tận nhà người dân, tuyên truyền vận động người dân tham gia chấp hành pháp luật của Việt Nam về. Đấy là mặt chung, còn về năm nay là năm văn minh trật tự đô thị thì sẽ tuyên truyền cho người dân chấp hành về trật tự đô thị, về môi trường của thủ đô Hà Nội. Công an phường cũng đã nhận được rất nhiều những cái lời động viên của cán bộ nhân dân trên địa bàn, và nhân dân cũng cho rằng là triển khai cái mô hình này rất là đúng, hiệu quả, xây dựng được cái hình ảnh của người chiến sĩ công an rất là gần gũi, thân thiện với nhân dân. Chúng ta đỡ cái ô nhiễm môi trường, dùng xe máy, dùng các cái xe phân khối lớn, rồi là xe ô tô đi tuần tra ở các cái ngõ, các cái đường trong phố thì ảnh hưởng đến vấn đề môi trường và vệ sinh. Tôi cho rằng đây là đánh giá rất cao cái sự sáng kiến và đưa áp dụng cái thí điểm cái mô hình tuần tra kiểm soát xe đạp chuyên dụng của lực lượng cảnh sát từ công an thành phố Hà Nội là rất là tốt, có hiệu quả. Theo kế hoạch số 239, công an thành phố Hà Nội đã bàn giao 72 chiếc xe đạp đặc chủng cho 12 phường thuộc 12 quận nội thành để tiến hành thí điểm việc cảnh sát trật tự đi tuần tra bằng xe đạp. Sau 3 tháng thực hiện, công an thành phố sẽ tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả của việc áp dụng mô hình này để tiến tới nhân rộng trên toàn địa bàn thủ đô.